tiên, bên nào cắm tiên á mấy Ngọc. Là có mũ mụn đó em. Có trên mạng điện. Lại là em đây mấy chị ơi, nãy không chuyện mấy chị không kịp phản ứng với mấy chị. Đúng không? Ghim ghim mấy bà ơi. Lại là không con được comment. Nãy đang có ông chị like ngon trớn có ông chị. Hấp đi nãy chị lá trơn rồi. Chia sẻ like lại giùm em nha. Chia sẻ like lại giùm em nha mấy chị ơi. Bớt tắt like đột ngột được không sao? Cô không muốn. Chị đang mặc hết rồi. Mày kêu chị tao tắm máy vậy? Tao kêu máy vô. Rồi like tiếp với chị ơi, không tắt like nữa đâu. Không đột ngột nữa đâu chứ. Khó chịu, mà chủ nail khó chịu. Có thấy đăng cái clip nail đẹp ghê. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Lên tiếp lấy tiền làm nail nha. Lên tiếp lấy tiền làm nail. Xét hoa cúc cho em nè. Xét hoa cúc cho em áo nè. Áo nè, áo cổ bèo nè, tay phồng. Áo cổ bèo tay phồng với lại chân váy, mấy chân váy xinh ghê mấy chị, chân váy nhúng nhúng vậy nè. Chân váy 52kg vừa có quần trong. 52kg vừa dùm em có quần trong nha. Đó. Dễ mang cực kỳ luôn. Rồi set để mấy chị 75.000. Set hoa cúc 75 dùm em nha. Dễ thương ghê không? Cái tay của nó tay phồng này. Cái set này cái vải mịn lắm á mấy bà. 75.000 hoa cúc. Set 75 dùm em hoa cúc. Rồi quần cho em nè. Ồ, set. Set quần giùm em. Quần dài với lại áo rất tốt. Đó, cái quần rất là mới với chị nha. Quần siêu siêu mới luôn. Chưa đi đơn nha Hiền Thảo ơi. Quần siêu mới giùm em luôn nha mấy chị. Đó. Rồi thêm cái áo, áo rất tốt cho em, tay dài. Set 55kg vừa để cho mấy chị 45.000. Set 55kg vừa để 45.000 cho em nha. Dễ thương ghê. Set quần dài với lại áo crop top 45. Set 45 giùm em. Quần ngố quần ngố màu tím new size M. Đó, cái form quần là form quần nửa đùi mấy chị, ngố ngố mà ngố nửa đùi á, lưng siêu cao luôn nha. New giùm em quần này size M cho em. Quần này em để cho mấy chị 50. Rồi quần tím 50. Đang like mà sao rep inbox được em ơi. Chốt đơn là chị chốt đơn liền à. Ừ, chốt đơn là chị chốt đơn là chị mới đi được chứ chờ chị chốt đơn là chị đi mà. Chị nét chị cũng không có đi đơn được á. Rồi giùm em áo hồng nè, áo hồng niêu nè.
đi đơn là chị báo giá tiền hết, tất cả em đi đơn là em báo giá tiền, không có gọi điện đâu nha mấy chị. Cho nên là mấy chị ok em mới đi luôn, chứ là em báo giá tiền xong mấy chị em ru em cũng không có đi đâu nha. Rồi giùm em hồng này 50-55 kg vừa hồng niêu Hồng Châu hay sao, 50 giùm em hồng. Áo hồng 50 cho em nè. Rồi giùm em đầm, đầm cổ vuông, đầm cổ vuông cho em 53-54 kg vừa cho em màu màu nâu nè. Xinh ghê, cái này người lớn mặc cũng đẹp lắm á bà. Cái này đầm này cho em 60.000. Nâu 60 giùm em nha. Nâu 60 giúp em. Nâu 60. Áo đỏ cho em nè, đỏ trễ vai cho em. Đỏ trễ vai có mút ngực đằng sau nhún. 50 kg vừa, có mút ngực 30 đỏ. 30 đỏ chồng chị mặc hết. 30 đỏ giùm em phối lưới. 30 đỏ phối lưới. Áo đen cho em chốt xô. Áo đen chốt xô giùm em, đỏ 30 cho Nhung Nguyễn Thị Hồng Nhung. Áo chốt xô cho em màu đen nè, trời ơi cái này đẹp ghê luôn á bà. Rốc top màu đen chốt xô luôn nha. Đó. Nút của nó là nút bọc. Để cho mấy chị áo này 55.000 thôi nha. Phụ đẹp quá ha. 55.000 cho em 52-53 kg vừa. 55 đen. Đen 55 giùm em. Mai Thị Yến đen nè. Chấm bài chia sẻ like cho mọi người. Rồi bộ mặt nhà. Rốc top cho em nhúng nè, trễ vai nhúng nè. Trễ vai mà còn nhúng nữa nè mấy chị. Đằng sau nè, đằng trước cho em rút dây á. Rồi cho em quần, quần ống rộng 53 kg vừa giùm em. 53 kg vừa giùm em cho em nha. Để cho mấy chị 40.000 bộ. Bộ sọc 40 giùm em. Bộ sọc nhiều màu nè. Sọc nhiều màu 40 giùm em nha. Chấm bài chia sẻ like cho em. Sọc nhiều màu 40. Áo trễ vai nhúng cho em. Trễ vai nhúng nè. Trời ơi xinh ghê không. 52-53 kg vừa giùm em. 52-53 kg vừa cho em nha. Rất là đẹp luôn. Để cho mọi người cái này 40.000. Cái này không phải chất ton. Chất của nó là kiểu dạng von von á. Von von lụa lụa. Em để cái này nhiêu quên rồi. Áo trễ vai 40 là nào ta? Cái này hả ta? 40.000 đúng không? Cái này là giáo giáo quần thôi á. Nhung nè. Rồi bộ cho em nè, bộ trái cây nè mấy chị. Mặt nhà cho em nha. Đó, quần của nó nè. Không, cho em không thấy. Nhỏ ký mấy chị ơi, 48 kg vừa bộ chuối thì nha. Bộ chuối 20. Bộ chuối 20 nha. Bận hết rồi. Bộ chuối 20 giùm em. Áo len thể thao nè mấy chị. Chuối 20 hồng đào ok nè. Rồi áo thể thao cho em tập gym với bà. Để 35 nha. Áo tập gym 35. Nay luôn nè. Rồi 35 gim. Đầm cho em đầm 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 tay cọc trước nè. Tay cọc nữa thấy không? Tức sắc luôn. Rồi giùm em cái này cho em nha. Ô 55 kg vừa giùm em xám nha mấy chị ơi. Ben ơi, em cầm bên sao đó Hương Ben ơi. Mà em còn không có số điện thoại nữa. 55 kg vừa giùm em xám, xám cho em 60. Xám 60 giùm em nè. 60 cho em nha. Rồi áo sọc cho em. Áo thun nỉ. Không, áo thun á, tay dài á, có nón. Trời dễ thương quá. Để cho mấy chị 60.000. Áo 60 sọc. Áo sọc 60 giùm em.
Ok su su, trời giờ này mày ngủ rồi mày. 60 giùm em nha. Trời ơi, đẹp quá nè. 60, 60 sọc. Sọc quá dễ thương. Rồi đầm, đầm dây buộc eo nè mấy chị. Đó, đầm dây cho em nha. Đầm dây này 53kg vừa cho em nè. Đằng sau của nó nè, dễ thương ghê không? Đằng trước nè, rút dây cũng được nữa nè. Không rút thì mình để hờ hững ra cho xinh. Để cho mấy chị này 40.000. Caro 40. Mà làm yếm được lắm mấy chị. Chị mặc hết nha em. Caro 40 giùm em bộ nỉ. Bộ bông á mấy chị. Này bộ bông á. Bộ này vô mùa bán mắc lắm. Vô mùa bán mắc lắm. Rồi khúc này thì chắc em bán rẻ cho mấy chị thôi. Có mặc đi Đà Lạt rồi đi. Rồi bộ nỉ đi cho em bể mấy chị 60.000 nha. 52kg vừa bộ. Bộ bông á 60. Trời ơi nhỏ này. Chị Hương Bông lấy đầm 40 cho em số điện thoại nè. Còn mới không có giá tiền không có để được. 60 cho Huỳnh Ngọc Trân. Huỳnh Ngọc Trân 60. Chị Hương Bông lấy đầm dây nè, có mình một mình chị là cầm mình đầm 40 hết. Chứ mà chị sẽ là ai đi mọi người. Ok chị Hương Hương Ben chứ lộn. Cái giờ này là cái giờ rảnh. Inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Giờ này là phải là giờ nhiều view quá mấy chị. Inbox số điện thoại địa chỉ giúp em nha chị, lộ thêm giùm em nha. Rồi quần tập gym cho em, xanh L 30.000, quần gym xanh L 30. Quần gym 30 xanh L. Đầm em hết. Rồi quần này cho em nha. Do không vừa, mới bức tem, cắt khuy chưa mặc thử. Mới mặc thử. Rồi giùm em size của nó là size 4 thì chú mà không ghi cái size giùm em luôn. Chắc size 47 48 kg á. Ống le giùm em nha mọi người. Ống le nè. Rất là đẹp luôn, cái ống le xuất sắc. Rồi giùm em tầm 48 kg quay đầu nha, chốt coi giãn luôn nè, 48 9 kg vừa luôn á, size M đi. Để quần này cho mấy bà 80.000 ống le. Trời ơi màu đen trơn ống le. Còn gì bằng mấy chị mình nêu luôn nha. Nêu giùm em ống le nêu. 80 quần. Quần 80 lấy comment cho em. Rồi quần này giúp em luôn. Quần này tầm 47kg vừa, ống rộng. Ống rộng lưng cao là chắc 7 tấc quá. Quần này để cho mấy chị 40. Ê quần này size S mấy chị. Size S, size S 40 giùm em quần này. Size S 40. Bộ sexy cho em nè. Bộ ngủ sexy quần 80 Nguyễn Tú Anh. Chấm bài chia sẻ like đi mấy chị, mấy chị. Ok Hương Bông, cảm ơn Hương Bông. Chấm bài chia sẻ like cho em đi. Để mấy chị bên Facebook kia không? Nãy mấy chị mua bên kia không biết có biết ở đây không nữa. Tuệ đó là này, đẩy mạnh bài viết đi Tuệ. Rồi, 25 giùm em bộ sexy 50kg. 25 bộ sexy nè, 25 giùm em. Áo cho em 15. Cảm ơn Hương Ben. Tay dài 15 giùm em. 15 tay dài. Bộ này cho em. Bộ quần dài tay ngắn. Quần dài tay ngắn cho em nha. 52kg vừa bộ. Quần dài tay ngắn 52kg vừa. Để cho mọi người bộ này 40.000. 40.000 giùm em nha. 40.000. Bộ 40 giùm em. Chia sẻ like đi mấy chị ơi. Cho chị Lai Mi nè. Ok chị yêu, chị Lai Mi khách mới mà qua đây nè. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi quần giùm em nha. Quần này chót co giãn ôm rất là đẹp luôn. Quần này size 28 giúp em, nó khó nhũ nè. Không, đơn 80.000 em mới đi nha chị. Đơn 80.000 em đi nha.
Nhưng mà em cho giữ đơn 2 ngày á. Rồi ráng lựa giùm em. Em cho giữ đơn 2 ngày là 4 cái like á. Tối nay em có like nữa, có gì chị coi buổi tối giùm em luôn nha. Rồi quần này cho em 38, để quần này cho mấy chị 35. 35 quần nhũ, quần ôm size 28, rất đẹp. 35 giùm em. Rồi áo Quảng Châu nè, áo thun Quảng Châu giùm em, thun vàng Quảng Châu nè. Cưng ghê không? Nè đằng sau đó nè. Màu này là màu vàng nhạt hay gì mấy bà. Đó. Rồi để 65 cho em vàng. Vàng 65 Quảng Châu nha. Vàng 65 giùm em nè. Quần 35 anh chị Trung Ngọc. Thôi cởi Ngọc này, tí nào. Áo thun vàng 65 giúp em. Quần cho em lưng siêu cao luôn. Thun vàng Thảo Hoàng cho số điện thoại. Ủa? Ừ đúng rồi, Thảo Hoàng cho số điện thoại. Rồi quần giùm em size L nha. Quần size L giúp em lưng siêu cao. Quần dạng quần lòng đèn á mấy chị. Nó rất là đẹp luôn. Size L cho em nè, 53kg vừa. Cho em quần trắng 53-54kg vừa luôn á. 53-54kg vừa giùm em luôn. Ok Thảo Hoàng nha. Thảo Hoàng lựa thêm giùm mình nha. Inbox số điện thoại địa chỉ nha Thảo Hoàng. Quần trắng này em để cho mọi người 65.000 luôn đi. 65.000. Chấm mạnh chia sẻ mọi người ơi. Thứ bảy ở Trung Ngọc khách quen hả mày? Ừ, Trung Ngọc khách quen. Ok Trung Ngọc nha. Quần 65 giùm em cho chị Ngọc đi mô nè. Ok chị yêu nha. Cảm ơn chị. Chị chia sẻ like giùm em nha chị yêu. Rồi áo trắng cho em nè. Trắng cổ vuông giùm em. Trời ơi cái áo trắng này đẹp quá. Nó vô cái form đầm em đang mang nha. Một cái nhưng cái form đầm em đang mang gì đó rất là đẹp luôn nha. Đằng sau nhúng cho em trắng này nêu. Trắng này em để cho mấy chị. Ôi. Trắng này em 299.000. Trắng này em để cho mọi người 75. 75 trắng. Trắng 75. Rồi đầm jean nè. Đầm jean cho em nha. Đầm yếm jean. Cái jean này mình phối thêm áo thun mặc cũng xinh lắm á. Form AA nhìn thấy cưng ghê không? Đó. Đằng sau nè mấy chị. Trời ơi jean này xinh quá. Jean 53-54kg vừa cho em nha. Trắng. Trắng cho Phạm Dương. 53-54kg vừa giùm em. Rồi em để jean này cho mấy chị. Ok Phạm Dương em để cho chị rồi nha. 70 jean. Đầm jean 70 giùm em. Trời ơi jean này cưng quá à. Jean 70 giùm em nha. Tệ linh hoạt ghê không? Đó, mọi người phải như tệ nè. Rồi áo thun giùm em nè. Ta hạt đậu thun ngần luôn á. Thun Quảng Châu giùm em nha. Thun Quảng Châu này em để cho mấy chị. Nó hơi cũ quá bà. Em để cho mọi người 30 thun này. Em thấy nó hơi cũ. Mình mặc ở nhà hay là mặc đi bữa trưa á. Ok hơn. Không mặc đi chơi được nha. 30 thun. Thun này mặc thoải mái. Thun Quảng Châu á. Bé như ý Lê lấy jean, comment jean 70, số điện thoại có đơn, lộn có giá tiền mới chốt. Thun cho Tuệ nè. Ok Tuệ nha. Rồi thun đỏ cho em luôn nè. Cái chất nó giống thun Mỹ ấy mà. Thun đỏ thun Mỹ á, 45.000 đỏ. 45.000 đỏ giùm em. 45 đỏ giùm em nha, 45. Rồi đầm trắng cho em nè. Đầm trắng giùm em xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mấy chị thấy nó đẹp không vậy? Cái bảng tay nó đẹp ghê. Ok Đoàn Kim Ngân nha. Đoàn Kim Ngân cho chị lại số điện thoại trên đây đi. Đoàn Kim Ngân. Đoàn Kim Ngân comment trước nè. Cho chị số điện thoại nha Đoàn Kim Ngân. Bé Như Ý gì đó có lấy cái đầm xin. Như Ý lấy cái đầm jean thì cho chị số điện thoại là comment giá tiền giùm chị nha. Ok jean Như Ý Lê nè. Cái gì vậy? Hả? Lấy gì? Ừ, không biết nữa. Hình như khách mày nó chuộng không có mạng hơn.
Ok, ngon, cảm ơn nha em. Đi xem mọi người săn đòn nhỏ tệ này, linh hoạt cái ghê luôn á. Rồi đầm này em để cho mấy chị 65.000 luôn. Đầm trắng 65 giúp em có dây buộc eo luôn nha. Trời ơi, nó mới tinh luôn, size XL này chẳng 54kg á. 54kg, có cái beo là xịn ghê không. Rồi 65 trắng cho em. 65 trắng rất là mới đấy bà ơi. Rồi dùm em áo thun Quảng Châu nè. Thun Quảng Châu dùm em nè. Theo nè. Rồi thun này đẹp quá ha. Thun này 75 cho em. Thun cổ 75 Quảng Châu á. Chị Thu đang phụng lấy đầm 65. Rồi 75 thun Quảng Châu. 75 dễ thương quá à. Không bị dễ thương. 75 giùm em nha. 75 cho chị Phạm Dương. Chết rồi, Thảo Huy mạng chậm hơn hơn Phạm Dương này. Rồi dây cho em nè. Dây vàng cho em nè. Nút của nó là nút bọc. Dây vàng 52-53 ký vừa cho em. Dây này để cho mấy bà 30.000 dây vàng. 30.000 dây vàng giùm em. Đầm trắng body giùm em nha. Đầm trắng body. Trắng này nhỏ ký mấy chị ơi. Tầm 47kg à. 46, thôi 45 đi. 45kg cho em. Thôi trắng này hãy kỳ quá. Trắng này em nghĩ mặc không được đâu. Nhỏ xíu. Rồi sơ mi giùm em. Sơ mi cho em nha. Ê, sơ mi này xinh nè mấy chị yêu. Sơ mi này xinh nè. Sơ mi 55kg vừa chất xô giùm em. Đó đẹp ghê không. Chất xô 55kg vừa để mọi người sơ mi 60.000. Sơ mi 60.000 dây 30 cho Phạm Thị Ý Nhi. Ủa, hồi nãy là 89 rồi hả? Sơ mi Thanh Thảo cho số điện thoại nè. Thanh Thảo lấy sơ mi cho số điện thoại nha. Bây giờ tới 9 đó đúng không? Đợi Thanh Thảo á. Thanh Thảo lấy sơ mi cho số điện thoại. Rồi dùm em xét cho em, xét thun. Không có ghi lê nha em ơi. Rồi xét thun dùm em. Thư 09717. Xét thun 53-54 ký vừa dùm em nha. 27156. Xét này để rẻ đi, nó hơi cũ. Để cho mấy chị xét này 40. Xét bỏ mặt nhà 40. 40 dùm em xét. Thanh Thảo không cho số điện thoại nha ta. Thanh Thảo, ok, Thanh Thảo có số điện thoại rồi nè. Lựa thêm giùm mình nha Thanh Thảo ơi. Thanh Thảo lựa thêm giùm mình với inbox số điện thoại, địa chỉ nha. Inbox cho mình cái nha. Chia sẻ like giùm luôn. Bộ cho em. Lê Cẩm Linh. Rồi áo cho em nè. Áo nỉ nè. Áo nỉ cho em nè. Nỉ này để cho mấy chị 50 thôi. Tay phòng. Nỉ xám 50, 65kg vừa. 50.000 nỉ xám. 50.000 nỉ xám giùm em. Rồi áo cho em. Áo 20 giùm em đen. Áo đen 20 giùm em. Ok Lê Cẩm Linh. Rồi 20 giùm em đen. Xét bộ cho em nè. Lên 130 rồi, mày mừng quá vậy. Rồi xét bộ cho em nè, 55kg vừa nha. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài như em. Chị mặc hết rồi, 53kg vừa giùm em. Để cho mấy chị xét bộ này 35.000 luôn đi. 35. bộ. Quần cho em nè mấy bà ơi. Trời ơi, quần này đẹp quá. Đầm trang mặt bán từ lấy trước rồi. Rồi bộ này cho em, size của nó là quần này cho em, size của nó là size size ớt mấy chị. Trời đẹp dữ hả. Quần size ớt cho em lung thung nha.
tầm 47-48kg vừa. Quần này để 55.000. Trời ơi dễ thương. Quần 55 giùm em. Quần 55 ờ, Lê Cẩm Linh bộ 35. Rồi quần 35, quần 55 giùm em nha. Quần nó đẹp á, Nguyễn Tú Anh lấy quần. Chưa, không phụ kiện hết rồi. Nãy like kia chỉ có mấy cái thôi hả, đâu có nhiều đâu. Rồi giùm em áo thun nè. Ê, áo thun này hơi bị hot nha mấy bà. Mà nó riêu luôn nha. Trời ơi, nghĩ sao cái thun này nhỉ? Không mặc mà nó bán. Để cho mấy chị 85 thôi. Thun đô 85 nha, mà siêu nó, hot. Mà nó là hàng đẹp á. Mà nó là hàng đẹp nha. Hàng thun rất là mịn luôn nha mấy chị ơi. Này mấy chị coi chất thun mấy chị biết đó, đúng không? Chứ nó gọi là cái hàng kiểu mấy chục. Phay Trần Thanh Mai nha, cái Lê Cẩm Linh 85 cho chị Nhanh Huỳnh. Tìm được Facebook cá nhân em thì inbox Facebook cá nhân, còn không thì inbox bay cũng được mấy chị nha. Tốt nhất là inbox vô Face á. Rồi giùm em, cái chất này là chất len tâm á mấy bà, nó mịn cực kỳ, nhung tâm, đúng rồi, nhung tâm giùm em nha. Xuất sắc theo luôn nè. Nhung tâm giùm em để cho mọi người, tay dài này 45.000. Tay dài 45 nhung tâm. Tay dài 45 giùm em. Áo cho em nè, áo tay phòng xuất sắc luôn. Cái đen tay phòng này cho em. Mình phối đồ, mặc đi sự, mặc đi tiệc được luôn á. Cái mấy cái tay này mình búi tóc lên rất là đẹp. 52kg vừa giùm em. Rồi chị cảm ơn nha em. 52kg quay đầu giùm em nha. Cái này xong không có mã nha. Để cho mấy chị cái đen này 55.000. Đen 55 giùm em. Rồi đỏ này cho em nha. Đỏ đi đằng sau của nó là cột nơ nè mấy bà. Đỏ cột nơ cho em đằng sau nha. 53kg vừa cho em có mút ngực. Đỏ này em để cho mấy chị 65.000. Trời ơi, cái mút ngực nó to đùng. Có mút ngực đằng sau hở lưng cột nơ, có dây tăng đô luôn. 65.000 đỏ giùm em. Ok chị Thu Trang Phùng lấy áo đen. Rồi đỏ 65 có mút ngực đằng sau hở lưng cột nơ. Hở lưng hơi hơi à mấy chị. Chị Nhân Di lấy đỏ cho em số điện thoại nha. Nhân Di lấy đỏ cho em số điện thoại. Rồi áo thun niêu nè. Ồ mấy cái niêu dễ thương quá à. Mấy niêu dễ thương quá à. Niêu này cho em 75.000. Không cho em 75.000 giùm em. Ok Nhân Di nha. Nhân Di inbox số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Khách ơi, khách mới, tối nay em có like nữa nha, mấy chị nhớ vô xem like giùm em nha. Tối nay em có like tầm 9 giờ rưỡi đi mấy chị nha. Rồi thun 75 cho chị Phạm Dương. Ủa sao nó ra dữ vậy? Điền dính 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 cho tay. Rớt lo của em. Rồi xét cho em nè, xét thổ cẩm cho em nè. Chốt rồi. Rồi xét thổ cẩm giùm em nha. Được, được nha Dân Di. Gọp mấy ngày cũng được đó. Bên hồi bên chị là khách mới cho gọp tới 2 ngày rồi đó. Rồi giùm em xếp hổ cẩm xoắn ngực nè. Đó đằng sau của nó là dây kéo cho em nè. Xuất sắc luôn. 52kg quay đầu cho em. Trời ơi cái quần nó rộng thênh thang luôn. Xếp đẹp quá mấy chị ơi. Mặc này mặc lên đeo turban rất là xinh nha, đeo turban. Cái này để mấy chị 65.000. 65.000 thổ cẩm. Ồ xuất sắc xuất sắc. Để tôi ban vô rồi ấy, có chụp hình chỉnh màu lên cho em. Set 65 giùm em, 52kg vừa. Túi giùm em nha. Túi này em để mấy chị 50 nè. Túi 50 giùm em nha. Túi hồng 50. Nó hơi cũ xíu ấy, bà để 50 để rẻ chị. 50.000 giùm em túi.
Rồi áo cho em nè. Áo này là áo len, len cổ tàu ấy bà, len cổ tàu giùm em nha, xuất sắc luôn. Rồi len này em để cho mấy chị 45.000, 55, 60kg vừa. Túi 50 cho Trúc Thi. Rồi len này cho em. Len len 45.000 nha, len cổ tàu xuất sắc, đẹp ghê không? Len 45. Áo beo cho em nè. Áo thun beo cho em dễ thương ghê không? Len cho Lê Cẩm Linh. Chị với em. Kiểu gì vậy? Rồi áo beo cho em dễ thương quá, beo cho em 40. Beo 40 giùm em. Beo 40 giúp em. Cũng dễ thương giống cái của cũng dễ thương của Minh Tú bữa. Rồi áo da rắn cho em nè, áo da rắn Gucci nè, để 50 cho mấy chị nha, mặc dấu quần, beo cho Bảo Bảo. Nguyễn Thanh Thảo chưa gửi đâu em. Ủa gửi chưa? Chưa. 50 cho em da rắn. Da rắn 50. Rồi quần cho em nha, siêu đẹp luôn. Quần size 7 siêu siêu đẹp. Bách ghi nha, 37 lưng cao, để cho mấy chị 75.000, nó không có rách như nó trơn vậy nè. Không có rách chỉ trơn, rất là đẹp luôn. 75.000 cho em jean. Jean bách ghi, size 27. Size 7 chắc tầm 46 47kg quay đầu. Rồi đầm len màu đỏ cho em nè. Đầm len đỏ này đẹp ghê luôn, giống cái form đầm màu đỏ em hay mặc like hồi năm rồi á mấy bà. Rồi len đỏ này cho em nha, 53 54kg vừa cho em len đỏ này. Để len cho mấy chị 50. Len đỏ này mấy chị người lớn á. Chị có báo giá tiền cho em mà yên tâm. Chốt đơn là báo giá tiền hết mấy bà. Rồi giùm em len đỏ này cho em 50.000. Xinh đẹp. Len đỏ 50. Áo này cho em nha. Áo này cho em 20. Áo 20 giùm em. Áo 20 giúp em nha. Xám 20. Đầm trắng, zoom trắng cho em nè. Tối nay với cô la nha mấy bà. Rồi zoom trắng cho em. Trời ơi tai phòng xuất sắc luôn. Zoom trắng tai phòng. Không chị không bán. Không bán bờm. Rồi zoom trắng cho em nè. Mệt quá mình lộn tối ngày. Zoom trắng đẹp ghê không? Đó. Ê zoom này đẹp quá. Zoom 53-54kg vừa giùm em. 53-54kg vừa cho em nha. Sang lắm mấy chị ơi. Cái này mặc lên có cái beo đeo nữa. 75 cho em trắng. Zoom này rất là mới luôn nha. Cực mới luôn á mấy chị. 75 giùm em. 75 giùm em zoom trắng này nha. Zoom ghê không? Không có bớt được nữa đâu nha mấy chị. Quỳnh Quỳnh lấy zoom cho em số điện thoại nha. Rồi cái trắng này xinh quá nè. Trắng này cho em 55-60kg vừa. 55-60kg vừa giùm em nha. Ok Quỳnh Quỳnh ghé nè. Rồi 45.000 giùm em tay dài 60kg quay đầu. 45 giùm em tay dài trắng. Tay dài trắng 45. Rồi yếm cho em nè. Đằng sau chéo dây cho em nha. Mấy chị mang hết rồi. Đó đằng trước là vậy nè mấy chị. Để cho mấy bà 20.000 yếm. 20.000 đen. Trắng 45 Mỹ Duyên. 20.000 đen cho em. Trễ vai
Rễ vai xô hoa vàng. Trời ơi mà hoa đẹp quá à. Xô hoa vàng cho em nha. Dễ thương ghê không? Ê, dễ thương quá ha. Lùng lùng mà mặc kiểu mà hơi giấu quần xíu á, rồi mình mặc thêm chân váy lú nhẹ, chân váy rất là dễ thương. Để cho mấy chị 55.000. 55.000 vàng. 55.000 vàng giùm em nha. 55.000 vàng. Xanh này cho em nè. Xanh 20 bảy úp. Xanh 20 bảy úp nha. Xanh 20 vàng cho Ngân nha. Ok bé Ngân. Rồi xanh 20 giùm em nè. Xanh 7 úp 20. Dây này có mút ngực điều chỉnh cho em. Ở lộn, có mút ngực nêu luôn nha. Đó, có mút ngực nè. Rồi để cho mấy chị 20.000 nêu luôn. 20.000 có mút ngực. Sọc 20 giùm em. Comment sọc 20 quá rồi nó xuống. Sọc 20. Rồi cái này cho em nêu, cái này mình mua về tặng người lớn được á mấy chị, em thấy ok lắm á. 220.000 cho em luôn nè. Thấy không? Rồi em để cho mấy chị 53 54 kg vừa. Hôm nay không có kẹp tóc em yêu. 53 54 kg vừa giùm em, sọc 20 cho Vân Jenly. Rồi em để cho chị, mấy chị cái này 35.000 luôn. 35.000 cho em luôn, chốt đuổi. Thấy không? Cái này mình mẹ mình cũng ok lắm. 35 giùm em luôn, chốt đuổi nha. Đen 35. Rồi áo cho em nè. Áo cổ bẻ. Ê đẹp ghê, rất top. Rất top cho em nha. Áo này giùm em 50.000. Hàng xịn luôn mấy chị. 50 giùm em áo này nha. 50 giùm em áo đen. Cái vải rã quá. 50 đen. Rồi đen này cho em luôn. Đen này thì 35. Rất top luôn, cắm tiền. Đen này thì 35 cho em nha. Áo 50 Yến Nhi. Đó, cái đen này đẹp quá ha mấy bà. Rất top. Đen giùm em 35. Len trắng. Len trắng vối ren. Đen 35 chị Nhân Di. Rồi len trắng nè. Len trắng phối ren cho em nè. Cái này mua người lớn không được, mình mặc hơi già. Rồi 55kg vừa cho em len trắng thì nha. Cái này đằng sau nha mấy chị, đằng trước nè. Nếu này em để cho mấy chị 40 đi. Len trắng 40 giùm em. Len trắng 40 giúp em. Chân váy giùm em. Chân váy thun. Chân váy chất thun cho em nha. Này đằng trước vậy nè mấy chị. Đó, hay dây kéo phông A giùm em. Cái này thì em nghĩ size S, em nghĩ tầm 47kg vừa. Chân váy này em để cho mấy chị 30. Chân váy 30 Thảo Huy để lên nè. Chân váy 30 giùm em. Mày rủ cả sớm mua gì mày nhiều phong cách đó vậy Thảo Huy. Thôi là cũng nói nó vậy á. Thế nó mua cho chị, nó mua cho mẹ nè. Rồi len này cho em len cổ nè. Len cổ này cho em 30.000. Len cổ 30 giùm em luôn. 55kg vừa. Ê tuột view rồi, chia sẻ like cho em đi. Len cổ 30 giùm em. Áo trễ vai cho em. Áo trễ vai giùm em nè. Đó, giấu quần xíu á mấy chị. 55kg vừa giùm em nha. Để mấy chị 40 hoa luôn. 40 hoa giùm em. 40 hoa cho em nha mấy chị ơi. 40 hoa. Ừ lên view mọi người ơi. Lên lên 30 Lê Cẩm Linh đấy, các lên nó lại. Hoa 40 cho Lưu Huyền. Ồ lên đi, lên xíu nữa đi. Chia sẻ like giùm đi. Ê cái này á, mặc cái này đỏ lên chụp hình rất là đẹp á. Thấy cái màu này đỏ lên chụp hình đẹp. Em để cho mọi người cái này 20 nha. Len 20 giùm em, nón len 20. Có đơn giùm em nha mọi người. Nón len 20.
Nón len 20 giùm em. Nón này thì 35. Nón này thì 35 giùm em. 35 nón. Chị ơi comment giá tiền giùm em nha. Mũ nào có giá tiền nè. 35 nè. Chị là Lai Mi nè. Len cho em Vân Xen Ly. Rồi cái 35 em còn nha. Chị nào lấy 35. Ngọc Giàu dồn đơn nón 35. Giàu đừng khỏi cho thông tin lại đi Ngọc Giàu. Chết mẹ. Nãy nói có đơn mà em để mấy chị không có đơn. Ok dồn đơn. Rồi dài new size 39, form 38, 39 vừa. Rồi 38 rưỡi giùm em. 38 rưỡi giùm em đi. Quá trời không dán dưới ót mà dán ở dưới đây. Ở trên đây, trên chất nhung của người ta. Ở dưới đây không dán trời. Bà nào gửi đồ ẩu quá vậy trời. Rồi 38 rưỡi 39 giùm em. Size 38 và 9. 38 rưỡi á mấy bà. Để cho mấy chị đôi sụp này 55.000. 55 sụp giùm em nha. Dài size 39, 55. 20 đồ là đồ thanh lý mà. Khách gửi mỗi thứ có một cái là đâu ai mua. Hiếm khi ai mua một lần 2-3 màu lắm. 2-3 màu là người ta xả xốp thôi em. 55 đôi đôi đó nha. Nguyễn Thị Thanh Ngân nè. Dấu chết mùi á. Thường như cái chữ nhỏ là không tên gì chị hay nha. Cọc ghê vậy nó gửi đồ mà không gửi tên thì đi gì á. Mùi nó nói 10.000 lần. Nó sợ mất đồ hay gì hết trời. Rồi giùm em đầm sọc cho em nè. Đầm sọc 53, 54 ký vừa cho em nha. Trời ơi nó rất là đẹp. Phơm nó như cái phơm em đang mang nha mấy bà. Nó vậy nè. Thấy không? Phơm phơm phơm. Thấy chị Thu Lan nha. Rồi giùm em 53, 54 ký vừa có dây buộc eo cho em luôn. Mà cái sọc lên tay ghê luôn á bà. Sọc lên tay cực kỳ luôn á. Rồi em để cho mấy chị cái sọc này 80.000. Xuất sắc. 80.000 cho em thôi. Mà nó dài đấy, thấy không. Nó tay lắm nhưng nó tay cực kỳ luôn. 80.000 54 ký vừa. Mộc Di. Ok Mộc Di. Rồi áo này cho em nè. Tại comment sao hay sao á. Em thấy ai comment đầu tiên là em chốt cái à. Rồi áo trắng rớp tóp này cho em new nha mấy bà. Trắng rớp tóp này new cho em nha. Sơ sơn dữ à. Đẹp quá. 60kg quay đầu cho em trắng này luôn. Để cho mọi người trắng 50. 50 giùm em trắng. Rất xinh đó mà ngồi rất dễ phối đồ luôn á. Mặc gì cũng được. Mặc mấy cái quần rất tốt là xinh rồi. Rồi áo thun ngọc trai cho em Ngọc Lê lấy áo 50 nè. Áo thun ngọc trai cho em nha. Ngọc trai dành người lớn mà cũng ok lắm. Rồi này cho em 30.000 thun ngọc trai. 30 ngọc trai cho em xám nè. Áo sọc cho em. Nè đằng sau của nó là nhúng nè mấy chị. Trời ơi cái màu sọc nó đẹp kinh khủng luôn á. Đằng trước cho em nha. Đắp chéo qua vậy nè. Rồi cho em cái này 55kg vừa. Để mấy chị 70.000. Rất là đẹp luôn. Cái sọc này đẹp kinh khủng. 70.000 giùm em tay phòng nha. Tay phòng lửng nè. 70 giùm em sọc. Xinh ghê. Quần mà cái hàng caro dễ thương quá. Ngọt quần size M giùm em. Quần size M giùm em đằng sau thêu con chuột nè mấy bà. Size M giùm em nha. Chất cơ giản. Lấy quần comment quần 45. Size M. Quần jean sọt 45 size M đằng sau thêu chuột. Áo cho em nè. Đó. Giống như nè. Quần cho bích đào. Áo này mấy chị đằng sau của nó nè mấy chị. Đằng sau hở lưng nhẹ.
Rồi 52kg vừa dùm em, để 35 caro, để 35 sọc. 35 sọc dùm em nha. Cái màu sọc nó dễ thương. Nè áo này màu dễ thương, cái màu nó dễ thương ghê. Nó thích cái màu hồng caro ấy. Nó đằng trước là nó đắp chéo qua. Đắp chéo qua cho em, đằng sau lại nhúng. Rồi lấy thì comment cho em 70, rất là mới, new nha, bích đào lấy sọc 35. Đầm ít. Này đầm ít. Rồi dùm em caro, có lộn rốt tóp cho em nè, rốt tóp 25 cho em nè. Rốt tóp phối 25 nè, viền trắng nè, 25 cho em. Tròn mẫn tuyền 25. Nhắc gì vậy? Thúy Phi comment gì vậy? Em biết sao chat với bạn á. Ủa sao chat cho bạn vô trong đây được vậy ta? Không, chỗ mấy bạn xài Android á, cái là cái hai có hiện cái dấu chấm tròn ở đây nè. Ủa vậy hả? Ừ. Người ta chat cái hiện cái dấu. Rồi xếp cho em nha, đằng trước lưng bản nè, đằng sau lưng thun giùm em. Trước lưng bản, sau lưng thun giùm em nha. Có cái túi luôn. Có túi cho em rồi. Set này. Set 52kg vừa cho em set vest. Gà nút cho em. Set này em để cho mấy chị 55. Set vàng 55 giùm em nha. Set vàng 55 giúp em. Áo vàng trễ vai giùm em nè mấy bà ơi. Áo vàng trễ vai cho em 55kg vừa nha. Trễ vai vàng 40. Trễ vai vàng 40 giùm em. Chất của nó là chất con thun lạnh gì á. Rồi đầm này cho em nha. Đầm von. Đầm von cho em 52-53kg vừa đầm. 52-53kg vừa 55 luôn á. Von để 30 cho mấy chị nè. Cái này mua ở nhà mặc mát. Mua cho mẹ mặc cũng mát. Hả? Chị Dân Nhi cái gì? Chị Dân Nhi cho em nha. Rồi cái này 30 giùm em nè. Len cho em, len sọc cho em nha mấy chị ơi. Len sọc cho em 30 luôn đi. Len sọc 30 giùm em 55kg vừa. Len sọc 30 giùm em. Đầm này cho em luôn. Trễ vai qua. Trễ vai qua cho em nha. Rồi 52-53kg quay đầu giùm em đầm. Đầm này 40. 52-53kg quay đầu giùm em. Đầm trễ vai nè mấy chị dễ thương á. Cái công dây đưa lên đó. 40.000 giùm em. Trời cái đầm này đúng xinh luôn. Ngọc quá à. Đầm cổ chữ U vậy nè mấy chị. 53kg quay đầu. Sọc 30 chị Hồng Đào. Rồi để cho mấy chị cái đen này 45. 45 đen giùm em nha. 45 đen. Dễ thương quá, cái này mình phó thêm áo thun hoặc áo tiểu thư vô cũng xinh lắm á. Đó, dễ thương. Rồi quần cho em. Chân váy đi, chân váy. Size của nó là size L. Size L chân váy có quần trong nha bà. Có quần trong giùm em. Để chân váy em, để chân váy cho mấy chị 35.000 luôn. 35 chân váy giùm em, có quần trong size L. Áo sọc cho em nè. Sọc 20. Sọc 20 giùm em nha. Sọc 20 giúp em. Sọc 20. Cái gì vậy? Này tao trả rồi mà không lấy lại nữa. Hai cái. Cuối chấp đi. Hai cái. Mịn vải hơn hết thôi. Ba cái. Tối lần nữa là tao cọc rồi.
tròn mật tiền dòng 20. Tới lần nữa là tao cộng đó nha. Tao nhìn nó tao bực bỏ lắm, tao thấy nực quá. Nó nên sao hết cái này. Tao lấy hỏng băng ra cho mẹ. Đơn trả hay vậy? Ừ, đơn hoàng á. Nữa hả? Dạ. Nữa hả? Có cái đơn bự, rồi xếp cho em ấy chị ơi. Ê, bộ ngủ nè. Bộ ngủ nè, dễ thương quá vậy. Niu luôn. Niu 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 luôn. Bộ này cho em nha, niu. 100.000 bộ. Dây chuyền hả? Chị của chị Mai á. Chị bán rồi, nãy bé kia hỏi chị bán rồi. 55 ký vừa. 100 giùm em. Thảo Huy. Ủa mày còn ở đây luôn hả Thảo Huy? Thảo Huy là mốt tặng lực cho Thảo Huy. Rồi giùm em. Đầm trời ơi. Đầm toàn như nè, xuất sắc luôn, nhỏ ký. 47 ký vừa, 48 ký vừa cho em. Đầm này cho em. Đầm này em để cho mọi người 75.000. Đầm 75 nha. Em hết bộ rồi, đầm 75 cho em xuất sắc. Đầm này xinh quá nè. 75 giùm em đầm. Trời ơi, thấy nó đẹp tới. Mọi người nhớ theo dõi bay em với lại Facebook để có theo dõi like nha mọi người. Đầm này đẹp nữa, đầm body này rất là đẹp luôn nè. Body này đằng sau lưng của nó như vậy nè mấy chị. 75 cho Tiểu Quỳnh. Đây nó đẹp quá. Đằng trước cho em nha, đằng trước thì không có gì để nói đi, cổ vuông nè. Đằng sau rất là đẹp luôn. Đằng sau mặt dày rồi, đây chéo lưng. Chéo lưng, rồi hở răng xíu nữa. Body cho em rất xinh nha. Size S. Size S cho em, đầm này em để cho mấy chị 65.000. Size S cho tầm 49kg quá, 65 giùm em, cổ vuông. 65 cổ vuông giùm em. Rồi set này cho em. Huyền Trinh lấy body 65 rồi. Inbox số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Mua thêm giùm em. Rồi giùm em set nè mấy chị ơi. Cổ đổ rất là đẹp luôn nha. Nó kéo ở trong là cổ đổ rồi, thấy là đẹp tới rồi đó. Chị ơi nay em về quê có công việc, có việc nữa em lấy rồi em buồn. Đó là sao? Hôm BB qua khách mới rồi đúng không? Rồi sao? Ủa hôm BB mình đã ship vào đó chưa? Ủa mà chị chưa ship bao giờ mày biết không? Sao vậy? Là xả đơn đúng không? Về quê không nhận được mà đã, chị chưa ship á, em có lấy nữa không vậy? Em biết chị xả luôn, còn không là em có thể là chị có thể để cho em tới vài bữa để gửi địa chỉ khác cho em, gửi địa chỉ về quê cho em. Em có thể để cho em vài bữa để em lên. Có gì em nói lại chị cái đi. Rồi set 3 món thì cho em 100.000. 52-53 ký vừa. Tay của nó là nó có đệm vai luôn nha. Đệm vai giùm em luôn nha. Trời ơi, cái áo khoác là đẹp tới đây nè. Cái này là như cái bộ của ca sĩ Hương Giang đóng MV với mấy chị. Có tên nè. Dạ, có tên nè. Tên gì? Bị nó dạy. Xin lỗi người ta đi. Nhắn tin xin lỗi. 100 giùm em xếp. Xếp 3 món 100.000. Hiểu không? Mày đuổi 2 bệt, mày ghi tên có 1 bệt à. Mày dạy á, lỡ tao ID mà sao còn tôi biết. Xếp 3 món 100, dạ làm sao bà? Dạ là sao? Dạ là có cho cô trả lời chứ cô trả lời mấy bạn hay chạy hỏi xuống mấy bả dạ không ạ? Ê, cái này đẹp lắm á. Ủa là xả hả? Là gì má? Chưa ship mà. Tiền ship gì ở đây nữa? Chưa có ship.
đầu vẫn còn ở đây nè. Ý là có muốn lấy không? Muốn lấy thì giữ cho tới lúc mà mua thêm. Còn mà không muốn lấy thì nói xả ra luôn. Muốn đừng đặt nữa. Là xả đúng không? Hôm qua quần cả buổi luôn á. Là xả đó. Bồn thì xếp là đứng hơn gửi đến cao rồi đó. Tính trả là thì xếp đó. Không không. Hay mệt. Ý là mình chưa có gửi hiểu không? Là canh bán người ta. Lại càng. Rồi xếp 3 món còn 100.000 kể ra 35.000. Chị Kem Vani cho em số điện thoại nha chị yêu. Hên cũng còn nói trước. Mệt ghê vậy. Xả ra không không quay về gì nữa. Rồi xếp body cho em nè. Em nói thiệt xếp này đẹp lắm. Em mặc cái khoác trước cho gì con. Khỏi bàn luôn. Ủa là xả chị phải nhỏ tiếp nhung này nhỏ mệt cái ghê. Áo khoái đẹp ghê không? Rồi bâu thêm cái đầm body nữa. Cho chị em số điện thoại trên đây đi chị ơi. Rồi anh bóc địa chỉ thông tin nha. Gì? Không có niềm đam mê với nó. Ủa? Thấy nó mắc cười thì nó chưa. Thấy nó mắc cười đi. Rồi set body này giùm em 55kg vừa cho em nha. Để cho mọi người set này 80.000. 80 giùm em, hôm qua em bán nó 90 rồi. 80 giùm em nha, áo khoác đẹp ghê á. Chấm bài đi mấy chị. Áo khoác xinh quá à. Áo khoác chải xị lắm nha. Mấy chị thấy không, nó nhăn nhăn như nè. Mà nó chốt của nó hơi sơ sơ, đuổi 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 á mấy chị. Rất là đẹp. Ok, chị Gia Gia Nguyễn xếp 3 món nè. Em không có nhận số điện thoại inbox đâu nha chị ơi. Cho thì đặt thêm giùm em. Còn không, không em để khách khác. Rồi giùm em 80.000 set body. Cái áo khoác đẹp quá không. Khoác này biết chị nào lỗi thời đấy bà. Cái gặp thêm cái body nó phối viền nữa nè. Nó hợp cái áo khoác ghê luôn. Mình mặc đi đi du lịch á, xinh lắm á. Mình mặc đi du lịch á, mình chụp hình thể thao một xíu xinh lắm. Không, chị mặc hết rồi. Chị mặc có bán nhưng mà hết rồi. Hết rồi, chị bán đầu la bên kia rồi. Rồi lên giùm em 40-35 luôn đi. Ok, chị Kem Vani nè. Vậy em để cái set cho chị nha. Cái set body á, còn cái set kia em hết. Inbox xuân thợ địa chỉ giúp em nha chị ơi. Inbox xuân thợ địa chỉ giùm em. Đổi thêm giùm em nha. Rồi giùm em 30 len trắng. Áo cổ vuông cho em nè, 55kg vừa áo cổ vuông. 55kg vừa áo cổ vuông này cho em nha. Áo cổ vuông 45. Xuất sắc luôn. Len 30 chị Vân Jin Ly. Rồi 45 xanh. Rồi len cho em nè. Len 40 crop top. Tay của nó là tay sắn lên vậy nè. 40 crop top giùm em. 40 len. Danh sách Minh Hà. Áo cổ vuông 45. Anh bấm em số điện thoại địa chỉ nha chị Minh Hà ơi. Lộ thêm giùm em nha. Quá chị mặc hết. Áo giùm em 10. Áo 10 giùm em. Áo 10 cho em. Rồi áo vàng cho em phối lưới nè. Rồi ơi xinh ghê. Vàng nơ phối lưới cho em. 53-54. Len 40 dồn đơn ngọc vào. Năm ba năm bốn ký vừa giùm em nha. Trời ơi xinh quá. Cái áo này em để cho mấy chị 45.000 luôn đi. Vàng 45 cho em luôn nè. Vàng 45. Tay dài sọc. Cổ tim 70kg quay đầu luôn á. Rất là co giãn tốt luôn. Sọc cho em, tay dài cổ tim nè. 35 35 giùm em.
chân váy cho em, chân váy size M, chân váy size M giùm em nha. Cái chân váy đó mình phối với áo sơ mi nó bụi lắm, rất là bụi luôn á bà, bụi cực kỳ. Áo sơ mi trắng trắng á gì đó, size M giùm em, không có quần trong nè, để 30, chân váy 30 giùm em, chân váy 30 cho em. Comment mã sản phẩm, giá tiền với lại số điện thoại giùm em đi. Thôi mệt thấy cậu. Rồi đầm body cho em nè, đằng trước cho em nè. Măng quấn như nè mấy bà. Trời ơi, nó bị đẹp luôn á, cái sao này xuất sắc. Ôi, nó phiền sao đằng trước. Tại nghĩ là sao. Trước sau gì cũng được luôn á mấy chị. Ừ, thích mà sao mà. Chân váy Nguyễn Tú Anh. Này trước sau gì cũng được. Ừ, cái này trước nè. Đoạn sau nè, ok chưa? Bích hình nè, tay dài cổ tim 35 nè. Inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đổ thêm giúp em luôn nha. Inbox số điện thoại địa chỉ. Em hết em chút đâu mà inbox không có gọi nên là mọi người nhớ inbox giùm em nha mọi người. Rồi 50kg quay đầu. Dạ em cảm ơn chị Minh Hào ơi. Sau lưng là nó hở nè mấy chị, nó hở gì nè. Em để cho mấy chị 70. Cậu đẹp quá. 50kg quay đầu 70. Áo len new cho em nè. Len new cổ vuông. Len new này giùm em body 70 cho Vân Jenly. Không có giá tiền hỗ chốt hàng được nha. Body này em để cho mấy chị 30.000 luôn đi. Ở lộn, len này em để 30 luôn đi. Len 30 giùm em. Len new 30. Áo new luôn mấy chị ơi. Ở đây Ngọc Trai đó, cái này mua về tặng mẹ ok lắm luôn. Áo này 55kg vừa cho em nha. Đó, mặc gì nè. Cái này mấy chị mặc đi làm trong văn phòng cũng xinh lắm á. Rồi để cho mấy chị cái này 35.000 new. 35 luôn. Rồi sơ mi cho em luôn nè. Sơ mi 52-53kg vừa để mấy chị 25. Sơ mi sọc 25 luôn. Sơ mi sọc 25. Sơ mi sọc 25 giùm em luôn. Đó. Mặc bích hồng lấy áo 35 cho số điện thoại. Test giùm em. Quần nè mấy chị. Quần bách ghi nè. Lưng cao luôn nha. Ok bích hồng. Inbox số điện thoại địa chỉ nha. Lộ thêm giúp em nha. Tối nay em có like nha mấy chị. Tối nay 9:30 nha mấy chị ơi. Nó 52kg quay đầu giùm em set này. Set áo cổ vuông. Đằng sau có dây kéo nha mấy chị ơi. Đó. 51 đi. 51kg quay đầu giùm em set này nha. Rất là mới. Cái set mặt mới lắm mấy chị ơi. Đẹp đó. Mấy chị chợ rồi, ok lắm luôn. Thấy sai á, chị tại phía trước nó là cổ vuông á, đẹp lắm. Rồi 70 cam giùm em, có cái beo luôn nè, quên nói luôn. Trời ơi, beo đẹp ghê. Nó bị đẹp quá, form hơi form cứng khừ. Rồi 70 beo giùm em. 50kg vừa. 70 cam chứ lộn. 70 cam giùm em. Áo vàng 37. Rồi giùm em cam 70 chị Trúc Phương cho em số điện thoại. Xét cho em nè. Xét đuổi cho em nha. Trời ơi xét đẹp ghê. Quần của nó. Chứ mà chị sẽ like cho mọi người. Áo cho em nè, rút dây lên. Coi like tí đi. Tí cho coi like tiếp nha mọi người. Rút dây cho em nè. Rồi 53-54kg vừa giùm em. Xé này em để cho mọi người 55.000 luôn á. Cam lấy cam cho số điện thoại. 55.000 kem. Cái áo nè, mà cái quần nó đẹp ghê á. Quần đẹp ghê không? Rồi nâu 55.
Ok, chúc Phương inbox số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Body hồng hết rồi. Phạm Nguyễn Quế Minh 55. Rồi đầm đen này cho em nè, xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái đầm đen mấy chị biết nhiều mà đúng không? Có nơ cho em làm sao lưng hở lưng nha. Rồi size của nó là size S new luôn. Size này size S đó mấy chị. 50kg vừa. 50kg vừa giùm em. Có cái beo đeo cho em rất đẹp. Tay phòng cho em luôn nha. Rồi cái này em để cho mấy chị 70.000. 70.000 giùm em. Đầm đen 70. Đen 70 cho em. Rồi áo này cho em nè. Huyền Trinh lấy đen 70. Rồi áo này cho em nha. Cổ vuông, tay phòng, phòng mà phòng phòng kiến luôn á. Ừ. Xuất sắc luôn, 60kg vừa luôn á, 60kg vừa cho em luôn á. 35.000 đen, đen tay phòng 35. Đen tay phòng 35 giùm em. Đầm hoa cúc cho em nha. Đầm hoa cúc cổ vest cho em nè. Sắc. Rồi hoa cúc 52-53kg vừa. Để hoa cúc cho mấy chị 50. Ok Vân Jelly 50 hoa cúc. 50 hoa cúc giùm em nha. 50. Rồi cái này gì đây? Nail nè. Nhung, áo nhung nail cho em. Áo nhung nail cho em nè. Trời ơi đẹp ghê không? Nó sang giả mang luôn mấy chị. Rất là sang luôn nè mấy chị thấy không? Cực đẹp luôn á mọi người. Ồ sang dữ rồi cái tao đó nè. Cái này đẹp quá ha. Cái này mặc cái gì ta? Mặc cái quần tây hả? Trời cái tay đẹp quá hả? Đó cái tay nó tới đây nè mấy chị. Cái này em để cho mọi người 55kg vừa nêu để 75 luôn đi. Rẻ. 75 nhung. 75 nhung thì em. Nhung đẹp quá. Rồi set cho em nữa nè mấy chị ơi. Set cổ vuông giùm em nè. Đẹp ghê không cái tay của nó tay phòng. Rồi quần của nó nè. Ê set này xinh quá ha. Đằng trước lưng bản đằng sau lưng thun giùm em. Đằng trước lưng bản đằng sau lưng thun cho em nha set. Set 53-54kg vừa giùm em. 53-54kg vừa cho em set này. Để set 70 chốt đuổi. Set 70 chút đuổi giùm em. Cái set cái áo đẹp. Quan trọng là cái áo nó đẹp. Rồi set nữa mấy chị ơi. Set này new luôn nè. Quần cho em. Yến Nhi lấy set. Rồi quần này cho em quần màu hồng nha. Quần bách ghi luôn. Tưng cao siêu cao. Có cái quần nè, nó là đáy của nó sau lưng cao ghê không? Đó. Set này 53-54kg vừa cho em. Set em để cho mấy chị 60.000. Set new 60 giùm em nha. Đó, new 60 set. Set new 60 giùm em. Nhung
Như Quỳnh lấy set 60 cho số điện thoại. Rồi đầm này cho em nè. Rồi đầm này nó sang giả mang luôn. Tiểu thư kiểu gì vậy mấy bà? Xuân xuân cho em nha, tiểu thư lắm. Đẹp ghê không? Rồi 52kg vừa dùm em nail luôn. 52kg vừa nail cho em luôn nha. Đầm này em để cho mọi người 75. Ok Như Quỳnh nha. Như Quỳnh inbox số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nè Như Quỳnh. Gửi thêm giúp em. Tối nay có like nha mọi người. Rồi đầm 75 cho em. Áo này cho em nè, màu xanh, xanh đen nè, xanh đen phối hồng nữa là. Dễ thương ghê, ở dưới có hình cái logo quá. Rồi em để cho mấy chị áo này 25. 25 luôn. On luôn hả? Dạ. Ai vậy? Dạ anh chị mới lấy tiền á chị, gắm vào. Lát tối vũ. Dạ. Được tặng trà sữa nè mấy bà. Đầm 75 ngọc vào. Áo 25 chị kem vani. Uống đi cho mập lên trời. Ủa Ngạo Hoài cũng có mặt đâu. Uống bia quá trời đó. Rồi trễ vai giùm em nha. Trễ vai giùm em 30. Sale hết luôn mấy bà. Ok Ngọc vào nha. Rồi trễ vai 30 giùm em. Áo cho em nè, xuất sắc ghê không? Áo đẹp lắm mấy bà ơi. Cổ đó nó đang hết, cổ này nè mấy chị. Trễ vai giùm em Mai Thị Yến nè. Rồi trắng này cho em 50 nha. Trời ơi xinh quá. Trắng 50 giùm em, trắng này xinh lắm mấy bà ơi. Rồi trắng 50. Ok, ai khách mới ngày mai mới đi đơn nha. Khách cũ em chờ. 50 cho Thảo Huy. Rồi trắng trắng này đồn hồng niêu cho em nha mọi người. Ủa hồng này. Rồi hồng niêu giùm em luôn. Trời ơi cái áo đẹp lắm á, cái áo này mặc sang lắm luôn á bà ơi. Mặc sang lắm. Tay của nó thấy tay của nó là thấy sang tới rồi mấy bà. Đẹp ghê không? Rồi 52 53 kg vừa cho em cái này nha. Rồi để cho mấy chị hồng này 60.000 hồng. 60.000 hồng giùm em nha. 60.000 hồng. Rồi áo cho em tay dài 45. Tay dài đen 45 giùm em. Tay dài đen 45 cho em nha. Chân váy cho em nè. Chân váy ôm body size S. Chân váy ôm body size S giùm em nha. Để cho mấy chị chân váy này 45.000. Ôm body đủ mặc lên, nó ôm cái body mình mặc cái áo thun rộng rộng xíu xinh lắm mấy bà. 45 cho em. Áo này nè mấy chị, áo này em thấy nó đẹp lắm luôn. Em thấy nó kiểu mà nó Quảng Châu kiểu gì á. Hàng Quảng Châu này thấy không? Nè. Đen 45 Lưu Hoàng Anh Minh. Lữ Hoàng Anh Minh. Em để cái đen cho mấy chị 50 nha. Trời ơi đẹp quá à. Dấu quần luôn 50 giùm em. Cái này 50 cho em nha. Xét cho em nè. Như Quỳnh lấy áo 50 nè. Xét cho em áo nè mấy chị. Xét này cho người lớn cho mọi người. Thêu hoa nè. Xét này cho người lớn nè.
Rồi cho em cái này, set này em để với chị 30.000 thôi. 50kg quay đầu, 30.000 50kg quay đầu dùm em. Cái này cho người lớn mặc mấy bạn, mua cho mẹ mặc đi. Trắng 50 chốt rồi em. Ba mươi set hồng. Cái vải đó là vải giống như cái vải này nè. Vải này nè. Chị biết vải gì mà giống vải này nè. Rồi hồng phối ren cho em nha. Hồng phối ren cho em nè. Ở lộn, đỏ phối ren. Set cho chị Anna Thúy Phạm. Rồi đỏ phối ren cho em nè. Đằng sau nè. Đằng trước cho em nè. Đó. 52kg quay đầu dùm em đỏ. Đỏ này em để cho mọi người 45.000. Đỏ 45.000 dùm em. Ở dưới phá ren nè, có cái cọng dây cột eo nữa. Mấy cột eo mà chị nè. 45 đỏ. Áo cho em. Áo đen cho em nha. Áo đen. Vậy là mấy chị mặc như nè. Đỏ Lê Kim Kiều. Rồi đầm phối ren cho em nè. Đầm phối ren này cho em tầm 49kg. Tầm 49kg cho em. Em thấy cái ren nó xinh lắm á mấy chị. Nó à, hai cọng dây là nó nhuyễn nhất, hình như dây bún vậy. Không dây điện á. Nhuyễn lắm, xuất sắc luôn. Đỏ này em để cho mọi người 60.000 nha. 60 đỏ. Rồi áo cho em, áo Quảng Châu. Áo hung 888 á mấy bà. Ok, Như Quỳnh lấy 60. Thích mới nhớ inbox cho em nha. Rồi cái này em để cho mấy chị 40.000 luôn đi. Áo thun có nón 40. Áo thun có nón 40 giùm em nè. Đó. Quảng Châu thun 88. Xét nhung, em nói xét nhung này nó đẹp kinh khủng luôn mấy chị yêu ơi. Đẹp lắm. Em có hình như em có cái màu tím nữa. Anh thấy cái màu rêu, cứ lái màu rêu. Áo khoác nè. Áo khoác mà khoác có nón luôn. Khoác này là khoác có nón luôn nè. Khoác nhung nè, thêm một cái quần. Cái này mình mặc đi tập gym cũng xinh lắm. Tập gym vô chụp hình xong mãi. Thêm cái quần này cho em nha. Đó. Em hết thuốc khoác rồi. Khoác thì la lên được. Đó, thêm cái nhung này cho em. Trời ơi, cái này mặc đi Đà Lạt xinh, xinh lắm á. Rồi, nhung này em để cho mọi người 90 đi. Nguyên set nhung 90.000. Nguyên set nhung 90.000 dùm em. Ok, Thảo Huy. Em còn set nhung màu hồng tím mà chị. Chị Anna Thúy Phạm. Em kiếm. Có mã có em. Mã của có ngay cái tab quần có hay gì á? Ở trong á. Thấy không? Em gõ màu kia. Sao em thấy hết thấy rồi mấy bà. Trắng chị mặc hết rồi. Em kiếm khoảng ra. Kiếm khoảng ra mấy bà ơi. Rồi trắng đuổi này cho em đi.
trắng đuổi này cho em, nút ngọc trai nè, tai phòng. Hình như em bán, không biết, chắc chị Mai bán rồi quá. Rồi trắng này em để cho 50kg quay đầu, em để cho mấy chị 45 nghìn nha. Trắng 45 giùm em. Trắng 45. Quần trắng tata cho em phối ren. Quần trắng tata phối ren cho em nha. Size của nó là size size M. Size M giùm em quần này. Lưng siêu cao, cái đáy quần của nó thấy không? Phối ren cho em. Rồi em để quần này cho mấy chị 55. Trắng tata 55. Cao lắm. Áo 45 cho Lê Kim Kiều. Ủa anh cool trước. Anh cool trước nha. Anh cool inbox số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Anh cool inbox số điện thoại, bỏ cái Lê Kim Kiều cho mấy người. Anh cool inbox số điện thoại địa chỉ lựa thêm giùm mình nha. Giờ mới lên được thôi. Hẹn em tối đi, giờ tắt like rồi. Rồi giùm em áo đá cho em nè. Áo đá ngọc trai cho em nha. Rồi 35 luôn. Chất của nó rất là co giãn tốt luôn nha mấy chị. 55kg vừa luôn á. 35 giùm em. 35 trắng đá. Rồi yếm. Yếm quần cho em nè. Yếm quần này mình phối mấy cái ống đẹp lắm á bà. Mình phối mấy cái ống đẹp lắm á. Đá cho chị kem vani. Ok Ngọc Lê nha. Mình phối áo ống thôi, áo thun xinh đó. Để 45 cho mấy chị luôn. Đầm hết gì rồi. 45. Tối đi. 45 yếm xinh đó. Nè còn đầm. Đầm phối lưới cho em. Đầm có mút ngọc phối lưới. Đầm 52kg vừa cho em nha. Có mút ngọt đầm em để mấy chị 50. Đầm trắng 50 giùm em. Cái vải giống cái vải em đang mê ghê. Trắng 50, có mút ngọt. Kiểu mình mặc á, đưa lên như này rồi hai mút ngọt. Trắng 50 cho em. Rồi quần này giùm em nha. Size của nó là size 27 quần. Quần size 27 giúp em. Rách vậy nè. Quần này nhỏ ký với chị tầm 4. Yếm quần hả? Yếm quần này em nghĩ size M đó chị. 50kg đi. Đầm cho chị Gia Gia Nguyễn. 50kg quay đầu giùm em. 50kg quay đầu yếm. Rồi quần này thì em để cho mấy chị 30.000. 43, 44kg vừa. Không, 44, 45kg vừa. 30.000 quần. 44, 45kg vừa nha. Rách này nè. Rách hai bên bụi lắm. Yếm lấy yếm comment yếm 55. Ủa yếm, yếm 45. Lấy yếm comment yếm 45 giùm em. Yếm 45. Đầm đen cho em nha. Quần 30 như quần. Dừa mặc rộng rộng dễ thương mà. Đúng rồi, yếm rồi mình mặc rộng xíu dễ thương hơn. Mặc chật quá nhìn kỳ. Rồi này có mút ngực cho em. Đầm, đầm nơ có mút ngực. Dây của nó nè. Cái này là không có quần trong nha mấy bà. Nó có mút ngực 50kg vừa. 50-52kg quay đầu giùm em. Yếm 45 ngọc vào. Ồ nhỏ nhỏ con mà cũng thương yếm. Ok ngọc vào. Rồi giùm em đầm này cho em 50.000 đầm ren. 50.000 đầm ren cho em xinh xuất sắc luôn á, dễ thương á, kiểu không chữ gì với bà. Ren nơ 50. Áo cho em nè. Đầm chỉ hết. 52 53 kg vừa giùm em. Áo vàng, Đại Trinh Phương lấy 50. 52 53 kg vừa giùm em vàng này nha. Vàng này em để cho mấy bà 30.000 vàng. 30 vàng giùm em. Nơ đem hết. Rồi quần cho em nè. Size của nó là size 30.
ở trên là lưng là phó long long gì nữa mà toro toro. Rồi quần 30, size 30 giùm em nha. Không có đổi nha bà, không có đổi được. Lựa thêm giùm em thì lựa thôi, chứ em không có cho đổi nha. Rồi, đó, hai bên viền đó nè, thấy không? Rồi quần này em để cho mấy chị 50 ngàn luôn. Size 30, 50 giùm em. Size 30, 50 giúp em. Áo len cho em nha, len nút cho em nè, len màu kem 55kg vừa len. Len này em để cho mấy chị 45.000. Len 45 giùm em, len 45. Rồi set rang cho em nha, set rang lưng thun nè, đó cái quần nè, thấy không? Có túi cho em luôn, áo cho em. Set này 52kg quay đầu đi, nơ to luôn. 52kg quay đầu giùm em set ren. Set ren 55. Set này hot lắm luôn á mấy chị. 55 giùm em ren nha. Chị Trúc Phương lấy set ren comment giá tiền giùm em. Rồi set cho em nè, set ngố. Quần ngố nè mấy chị. Quần ngố cho em nè, đó viền nè. Cái này áo set new luôn á. Với lại áo nè. Rồi set này em để 30. New luôn á mà em để 30 luôn á. Ok Trúc Phương. Có giá tiền mới để hàng được mấy chị ơi. Có game comment mà. Rồi 30 new giùm em, 55kg vừa. Set 30. Thu hàng lấy xếp 30 cho số điện thoại. Quần giùm em. Khách hả? Dạ khách luôn. Nên Cấm Phạm là ai vậy? Đào Thỏ hả? Em với Đào Thỏ. Ủa có tiền nữa hả? Mới bữa làm bữa mà. Không, cái bệnh hồi trước Tết á. Ok Thu hàng lộ thêm giùm em nha. Đúng rồi. Rồi quần xanh lò giúp em. Quần xanh lò giùm em lưng siêu cao đính đinh nè mấy chị. Đinh 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 nè, thấy không? Xanh lò giùm em để 70.000 quần, lưng siêu cao. Còn tát luôn nha mấy chị. 70 giùm em lưng siêu cao. Quần giúp em. Quần ngố cho em size S. Không nha. Rồi size S giùm em quần ngố 55.000. Quá đẹp. 55 giúp em ngố. Sẽ rèm hết. Yeah. 30-46kg bao vừa. Rồi giùm em áo lưới 20. Lưới 20 giùm em. Chị Hương Ban lấy ngố ok chị. Thôi tắt like nha mọi người. Mập quá. Tắt like mọi người. Chúc con cả 9 giờ 15 có like nha chị. Chín giờ 15 nha.